Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi Thìn chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi trong tháng, cẩm nang vượng vận. Tháng 9 năm 2021 âm lịch này là một khoảng thời gian rất khó khăn đối với người tuổi Thìn bạn cần phải không ngừng nỗ lực quyết tâm bên cạnh đó phải chủ động phát hiện những điểm yếu của mình và có cách thay đổi thì mới cải thiện được vận thế trên phương diện sự nghiệp do có cục diện tương xung đem lại những tác động tiêu cực nên bạn khó có thể gặt hái được thành công như mong muốn thời điểm này bạn thường xuyên mắc các lỗi sai không đáng có cũng chính vì vậy mà bạn có xu hướng đổ lỗi cho người khác không chịu nhận trách nhiệm về mình bản tính cứng đầu cứng cổ sẽ chỉ khiến bạn càng ngày càng vướng phải những vấn đề khó giải quyết hơn mà thôi con giáp này cần phải chú tâm hơn vào sự nghiệp của mình, chớ nên được chăng hay chớ, một khi được phân công nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Chuyện đầu tư cũng khó gặt hái được thành quả tích cực trong tháng 9 này. Nhiều vấn đề thi nhau xuất hiện khiến bạn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết, khiến kế hoạch có xu hướng dậm chân tại chỗ. Bên cạnh đó, theo tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thìn âm lịch, việc chi tiêu quá phóng tay, không có kế hoạch cụ thể cũng khiến đồng lương vốn eo hẹp càng hết nhanh hơn con đường tình duyên cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Bạn thường xuyên chút những cơn nóng giận của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng. Con giáp này nên đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn để có cách cư xử cho đúng mực. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thìn âm lịch về sự nghiệp. Người tuổi thìn cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những khó khăn trong sự nghiệp vào thời điểm này nhiều sự cố sẽ xảy ra khiến con giáp chịu nhiều áp lực này buộc phải đối diện và giải quyết nếu trốn tránh thì mọi thứ sẽ lâm vào bế tắc dưới tác động của cục diện thìn tuất tương xung bản mệnh thường xuyên trở nên cứng đầu cứng cổ không chịu lắng nghe mọi người xung quanh dù biết là sai vẫn cố tình làm theo ý mình khiến vấn đề càng lúc càng trở nên phức tạp ngoài ra bản tính nóng này cũng thường khiến bạn quyết định quá nhanh trước khi kịp suy nghĩ kỹ dù có mong muốn phấn đấu vươn lên khẳng định bản thân sau nhiều khi lâm vào bế tắc thời điểm này bạn cần phải nhắc nhở bản thân dũng cảm đối diện với sự thật đối diện với những sai lầm mà mình gây nên chớ nên tìm lý do viện cớ để bao biện cho hành động không đúng đắn thậm chí tìm cách đổ lỗi cho người khác chỉ khi bạn dám nhận lỗi của mình bạn mới có thể tìm ra phương hướng để giải quyết và cải thiện mọi người xung quanh cũng sẽ sẵn sàng ở bên cạnh bạn cùng bạn khắc phục vượt qua tích cực mà nói thì tháng này cũng không phải là toàn những điều xui xẻo có các tinh quan đới và giải thần chiếu mệnh, người tuổi thìn vẫn có những cơ may nhất định để hóa giải những tác động không mong muốn. Chỉ cần bạn luôn nghiêm chỉnh, tập trung trong công việc mà mình đang làm thì mọi việc đâu sẽ có đó, hung hạn sẽ giảm bớt phần nào. Đặc biệt, con giáp này hãy chú ý xây dựng mối quan hệ xã giao với mọi người, nếu bây giờ bạn tích cực giúp đỡ người khác thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ được mọi người xung quanh giúp đỡ lại tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thìn âm lịch về tài lộc. Xem tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thìn âm lịch, cục diện tương xung cản lối khiến con đường tài lộc của người tuổi thìn khó mà khởi sắc. Trở ngại không ngừng xuất hiện khiến bạn tốn nhiều công sức giải quyết, khó có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch đặt ra từ trước của mình. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đổ tiền vào bất cứ lĩnh vực nào nếu không muốn tiền bạc của mình đổ sông đổ bể đừng để bản tính nóng vội bước bình khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm đầu tư thất bát người làm công ăn lương cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hạn chế hết mức việc xảy ra lỗi lầm không đáng có nếu có vấn đề xuất hiện bạn cần nhanh nhạy tìm hiểu nguồn gốc và tìm phương án giải quyết ngay không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người này người khác bỏ lỡ thời cơ khắc phục sự cố tốt nhất khiến thiệt hại về tiền bạc và danh tiếng tăng lên hung tinh đại hao xuất hiện cũng cho thấy con giáp này dễ tốn tiền vô ích đó có thể là những đồng tiền đầu tư không xác đáng hoặc những đồng tiền chi tiêu vào những công việc không chính đáng. Trong thời điểm tài chính eo hẹp, bạn nên thắt chặt chi tiêu, chú ý tiết kiệm đề phòng sự cố bất ngờ. Chớ nên xa hoa, hào nhoáng, chạy theo người này người khác. Hãy mua sắm tương xứng với khả năng chi trả của mình. Để tận dụng tác động của giải thần, bạn nên chú ý xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh, đừng tiếc công giúp đỡ người này người khác tháng này, chớ vội vàng đầu tư mà hãy mở rộng mạng lưới đối tác, khách hàng của mình trước để có một nền móng vững vàng. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thìn âm lịch về tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi thìn khá ảm đạm trong suốt khoảng thời gian này. Có lẽ bạn cần dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân, chớ nên đổ hết những bất mãn hoặc lỗi lầm lên đầu người ấy, trạng thái cảm xúc tiêu cực chỉ khiến hai người xa nhau nhanh hơn mà thôi với các cặp vợ chồng nên hạn chế việc mâu thuẫn tranh cãi với nửa kia của mình thay vì việc bắt đối phương nghe theo ý mình bạn nên hạ cái tôi xuống và đặt mình vào vị trí của đối phương khi chiến tranh lạnh nổ ra bạn cũng chớ nên bướng bỉnh hãy là người chủ động làm hòa trước nếu vẫn còn quý trọng tình cảm đôi bên người còn độc thân dường như đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia tương lai của mình bạn chớ nên mong muốn tìm một người tình hoàn hảo vì dường như đối tượng như vậy sẽ không bao giờ tồn tại đâu nếu không muốn trở thành con giáp kết hôn muộn, hãy cho những người chân thành với mình một cơ hội, biết đâu khi tìm hiểu kỹ hơn về người ấy, bạn sẽ thấy đối phương phù hợp với mình một cách bất ngờ. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thìn âm lịch về sức khỏe. Thật may mắn khi người tuổi thìn không gặp vấn đề gì đáng lo ngại về sức khỏe trong khoảng thời gian này, nhờ vậy mà bạn có thể bắt tay vào bất cứ công việc nào và cố gắng hết sức để gặt hái thành công tuy vậy bản mệnh vẫn không nên coi thường những vấn đề về sức khỏe dù có trẻ tuổi bạn cũng không nên làm việc quá sức sinh hoạt không điều độ khiến cơ thể trở nên mệt mỏi hãy xây dựng cho mình một lối sống khoa học ăn uống nghỉ ngơi có giờ giấc đồng thời chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng cường thể lực đồng thời khi phải đối diện với quá nhiều điều căng thẳng bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự với những người đi trước hoặc người đáng tin cậy chỉ khi tinh thần nhẹ nhõm, tích cực thì bạn mới cảm thấy thực sự khỏe mạnh. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thìn. 1. Nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, dũng cảm đối diện với lỗi sai của mình để có phương hướng sửa chữa. Quý nhân, tí, dần. Tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, cam, trắng. 2. Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, chớ nên cứng đầu cứng cổ, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Quý nhân, dần, mùi. Tiểu nhân, hợi, mão. Màu sắc may mắn, tím, đen. Ba. Bính thìn, thuộc mệnh thổ, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, vợ chồng mâu thuẫn, nên đặt mình vào vị trí của đối phương. Quý nhân, dậu, hợi tiểu nhân, tí, mùi. Màu sắc may mắn vàng, hồng. 4. Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc Nam kế đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết chuyện đầu tư kinh doanh gặp khó khăn, dễ rơi vào cảnh thất bại. Quý nhân, Mão, ngọ. Tiểu nhân, mùi thân. Màu sắc may mắn nâu, vàng. 5. Canh Thìn, thuộc mệnh Kim Nam Thái Bạch, nữ Thái Âm khẩu quyết, sức khỏe tốt, chú ý duy trì lối sống khoa học, chớ nên làm việc quá sức. Quý nhân, hợi, mão. Tiểu nhân, mùi, tí. Màu sắc may mắn, hồng, đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.